đến từ hoạt chất niacinamide và chiết xuất rễ cây cam thảo. Niacinamide thì quá quen thuộc trong các loại mỹ phẩm rồi. Kết hợp thêm với glabridin trong rễ cam thảo này sẽ hạn chế sản sinh hắc tố melanin, làm cho cái vùng da dưới cánh tay mờ thâm và sáng dần lên đấy. Mình cũng không phải lo bị khô hay rát da gì cả, vì còn liquiritin trong cam thảo sẽ làm dịu và dưỡng ẩm cho da nữa mà. Như mình dùng thì thấy cũng dễ chịu với khô thoáng cả ngày, không bí bách hay bết dính vào áo đâu. À, nên dùng trước khi đi ngủ nhé, vì lúc đấy ít mồ hôi mà người cũng sạch sẽ, các chất nó sẽ dễ ngấm vào da hơn. Nếu mình chỉ bị hôi nhẹ thì dùng một lần một tuần thôi, còn nặng hơn thì hai lần, khi nào bị hôi lại thì mới dùng tiếp. Vì có nhiều loại cây cỏ nên cái mùi thơm của nó kiểu tự nhiên dễ chịu lắm. Cái serum Lanna này được sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc, có giấy tờ chất lượng đầy đủ cả, nên cứ yên tâm mà sử dụng thôi.